Thưa quý vị, một năm mới đã đến thì chúng ta không thể quên việc dành cho nhau những cái lời chúc Tết. Và có thể nói là năm 2021 là một năm với rất nhiều những cái biến động, những khó khăn và thách thức đối với đất nước ta và đặc biệt là đối với làng giải trí nước nhà. Tuy nhiên thì vượt qua những khó khăn chưa từng có tiền lệ đó thì những nghệ sĩ vẫn có những cái tác phẩm chất lượng để có thể phục vụ công chúng và giúp cho công chúng có được những cái giờ phút giải trí sau những cái căng thẳng do dịch bệnh hay là do công việc. Và trong ngày đầu xuân năm mới này thì khép lại một năm cũ đã qua, những nghệ sĩ nổi tiếng đã gửi những lời chúc và lời tri ân tới tất cả khán giả truyền hình và đặc biệt là những khán giả của đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe những lời chúc của các nghệ sĩ trên cả nước. Thay mặt cho cả gia đình mình kính chúc tất cả khán giả của VTC9 một năm mới mạnh khỏe, an vui và mỗi ngày đều tìm thấy những niềm vui cho dù nhỏ bé và làm cho con tim mình nó trở nên ấm áp. Chúc cho tất cả quý vị khán giả của kênh truyền hình VTC9 một đầu năm mới 2022 thật nhiều sức khỏe, bình an, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Nghệ sĩ Bồ Tèo xin gửi tới toàn thể quý vị khán giả trong cả nước cũng như là kiều bào nước ngoài bước sang một năm mới thật nhiều sức khỏe để vượt qua tất cả những cái dịch dã mà đang rất khắc nghiệt trong toàn thế giới, và chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe, gia đình an khang thịnh vượng và bước sang một năm mới coi như là hoàn thiện hơn nữa nhé. Hương Lê xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người, những khán giả đang xem đài VTC. Chúc các bạn có một năm mới thật là bình an, đầy đủ và thịnh vượng. Chúc cho các bạn luôn luôn nhiều hạnh phúc cùng với gia đình của mình và hãy trân trọng những phút giây hiện tại vì đó mới là cuộc sống của chính bạn. Châu Bùi xin chúc tất cả các quý vị khán giả của VTC9 sẽ có một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều sức khỏe, luôn luôn hạnh phúc bên gia đình cũng như là lan tỏa là nhiều năng lượng tích cực ạ. Cảm ơn mọi người. Châu Bùi anh xin gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người, đến tất cả khán giả của VTC và mong mọi người sẽ luôn có dồi dào sức khỏe này, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Nhân dịp đầu xuân mới, Lan Hương xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới quý vị khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Chúc quý vị, toàn thể những người dân Việt Nam chúng ta vượt qua đại dịch, hướng tới một năm mới, năm 2022, bình an và chúng ta hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. Nhân dịp năm mới, năm Nhâm Dần, năm 2022 thì Eric xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến với tất cả các quý khán giả của đài VTC nói chung và đài VTC 9 nói riêng. Xin được gửi những lời chúc. Mong rằng chúng ta sẽ đón một năm mới thật là bình an, thật nhiều hạnh phúc. Và điều quan trọng nhất mà chúng ta luôn luôn mong muốn đó chính là có thật nhiều sức khỏe. Và mong rằng là Eric sẽ luôn luôn được đồng hành cùng với VTC. Happy New Year!